toàn trong cái quá trình. Khi thấy đèn vàng thì mình cố tình là mình tận dụng 2-3 giây của đèn này mình chạy để mình khỏi dừng đèn đỏ. Nhưng mà đây là một cái hành vi vô cùng là nguy hiểm. Và cái hành vi này hiện nay thì cũng là một cái thói quen rất là phổ biến, để tạo ra một cái tâm lý, một cái thói quen phổ biến đối với người mà điều khiển phương tiện giao thông. Thì xe chạy với tốc độ càng nhanh thì cái lực va chạm, cái hậu quả gây ra nó sẽ càng lớn. Tại buổi huấn luyện tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong vận hành xe buýt du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 4 tháng 7 năm 2024, Thượng úy Đặng Thị Mỹ Duyên, cán bộ phòng cảnh sát giao thông tức PC08 công an thành phố đã chỉ ra nhiều lỗi vi phạm có thể dẫn đến tai nạn khi tham gia giao thông. Trong đó, việc không tuân thủ tín hiệu đèn giao thông là một trong những lỗi vi phạm mà nữ cán bộ nhấn mạnh. Thì mình sẽ phải chủ động giảm mình làm một cái xe quảng bá những cái hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam, về con người Việt Nam cho bạn bè du khách trong và ngoài nước, nhưng mà mình lại để lại một cái hình ảnh rất là không đẹp như thế. Thì cái điều này nó cũng rất là ảnh hưởng đến cái việc mà quảng bá du lịch của chúng ta, cũng như là đảm bảo an toàn trong quá trình mà mình lưu thông trên đường của chúng ta. Tại buổi tập huấn, đại diện phòng cảnh sát giao thông cũng đã trang bị những kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin về luật giao thông đường bộ, hướng dẫn các quy tắc giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, xử lý tình huống giao thông an toàn, hành vi ứng xử văn minh, đạo đức tác phong của người lái xe, vai trò của quản lý điều hành vận tải, nhân viên kiểm soát vé và phòng ngừa tai nạn. Nhiều tài xế và nhân viên phục vụ trên xe buýt 2 tầng, dù có nhiều năm kinh nghiệm trong việc lái xe, cũng tham dự tập huấn, trang bị thêm kiến thức để bảo đảm an toàn, phục vụ du khách tốt hơn. Qua buổi tuyên truyền về giao thông như vậy thì mình có thêm một kiến thức và ôn lại kiến thức để mà mình lái xe cho nó tốt hơn nữa và để cho mình phục vụ hành khách được tốt hơn và để lại ấn tượng cho những du khách quốc tế và những các bạn ở tỉnh thành khác được ấn tượng về thành phố Hồ Chí Minh mình nhiều hơn nữa và sẽ quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tập huấn do công ty ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm đảm bảo an toàn giao thông cho đội ngũ tài xế và nhân viên phục vụ trên xe buýt 2 tầng cũng như cập nhật kiến thức về an toàn giao thông cho đội ngũ nhân viên quản lý điều hành vận tải. Sau buổi đào tạo này, công ty sẽ tài trợ triển khai tổ chức cho tất cả các đơn vị lái xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, công ty này còn chuẩn bị kế hoạch huấn luyện an toàn phòng chống cháy nổ trên phương tiện chở hành khách. Thưa quý vị, tại tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ đầu độc chồng mình bằng lá ngón do ôm mộng lấy chồng ngoại quốc để được sống sung sướng. Liên quan đến vụ việc này, trưa ngày 4 tháng 7 năm 2024, thông tin từ đại diện công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan này vừa bắt giữ tội phạm Thào Thị Chía, 30 tuổi, trú xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Thào Thị Chía là tội phạm truy nã đặc biệt về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 4 năm 2011, Thào Thị Chía nghe lời người lạ rỉ tai về việc lấy chồng Trung Quốc sẽ được sống sung sướng và thoát khỏi vất vả. Từ đó, người này ôm mộng lấy chồng ngoại và nảy sinh ý định giết chồng mình. Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2011, Thào Thị Chía nhổ hai gốc cây lá ngón lấy phần rễ rồi về đun nước. Sau đó, Chía đổ nước vào bát đợi chồng đi làm nương về uống. Đúng như dự tính của tội phạm này, trưa ngày 19 tháng 4 năm 2011, khi người chồng về nhà đã uống hết bát nước độc rồi tử vong. Làm việc với công an, tội phạm Chía khóc lóc chối tội. Nhưng những căn cứ được chứng minh, người này phải cúi đầu nhận tội, khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 20 tháng 9 năm 2011,
Tòa án Nhân dân tỉnh Lai Châu xử phạt Thào Thị Chía 8 năm tù về tội giết người. Tuy nhiên, thời điểm này tội phạm đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn chấp hành án phạt tù. Thời gian được hoãn án tù, tội phạm Thào Thị Chía bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định truy nã và bắt được tội phạm này khi đang lẩn trốn tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ vào ngày 12 tháng 11 năm 2014. Do vẫn nuôi con nhỏ, Thào Thị Chía tiếp tục được hoãn chấp hành án tù và bị án này tiếp tục bỏ trốn lần thứ hai. Vâng thưa quý vị, sau nhiều năm kiên trì vận động, truy tìm, Công an tỉnh Lai Châu xác định tội phạm Chía đang lẩn trốn tại tỉnh Vân Nam thuộc Trung Quốc. Công an tỉnh Lai Châu đã thành lập chuyên án để truy bắt, đồng thời trao đổi đề nghị công an nước bạn xác minh về tội phạm này. Qua xác minh, công an xác định sau khi nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc, Thào Thị Chía đã dùng tên giả là Thào Tiểu Tài, thay đổi năm sinh từ năm 1994 thành 1995 và kết hôn trái phép với một người đàn ông ở huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam. Ngày 28 tháng 6 năm 2024, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an Trung Quốc bắt giữ tội phạm Chía và di lý về Việt Nam, bàn giao cho trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu để đưa đi chấp hành án theo quy định. Thưa quý vị, chiều ngày 4 tháng 7 năm 2024, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lê Quang Vinh, Bí thư huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, ông Huỳnh Lương Thiện, chuyên viên phòng đầu tư và quy hoạch xây dựng thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam và ông Trương Văn Ri, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, kiêm Giám đốc chi nhánh công ty tại tỉnh Bình Thuận, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, do công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Trước đó, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 12 bị can gồm ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Xà Dương Thắng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Bí thư huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, Đỗ Ngọc Điệp, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết, Hồ Như Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, chi nhánh tỉnh Bình Thuận, thẩm định viên về giá, ông Lê Anh Huy, nguyên Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp thuộc Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hồ Lâm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thanh Cho, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Thuận, ông Lê Nam Hưng, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Thuận, Phạm Duy Cường, nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Xuân Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Ngày 2 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị rà soát, cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản của 12 bị can này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp sở ngành có liên quan, rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch, không cho chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với tài sản gồm bất động sản, cổ phần, cổ phiếu của 12 cá nhân. Được biết, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc khi còn đương chức, phụ trách về giá và hội đồng thẩm định giá đất, trong khi ông Lê Quang Vinh, Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Phú Quý thời điểm vụ án xảy ra giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận. Những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật tại thanhniên.vn cùng các nền tảng của báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.